Chào mừng các bạn đã đến với The Tech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Hôm qua thì mình có làm cái phiên bản iOS 14.7 trên chiếc iPhone 12 Pro Max, thì có một số anh em comment bảo mình hãy làm trên iPhone 10S series đi. Thì ok, hôm nay mình đã chuẩn bị được iPhone 10S và iPhone 10R. Đáng tiếc là mình không mượn được iPhone 10S Max. Và thực ra thì iPhone 10S này cũng là của thằng đệ mình, nó cũng đã up lên phiên bản iOS 14.7 để dùng luôn rồi. Và đây sẽ là những nhận xét của mình về phiên bản iOS 14.7 trên hai chiếc máy của thế hệ iPhone 10S nhá. Và để cho chúng ta có một kết quả chính xác hơn thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn một số comment của anh em viewer trên kênh The Tech về phiên bản iOS 14.7 này trên một số những chiếc máy khác để cho các bạn đỡ phải thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Và nếu các bạn nào quan tâm đến những sản phẩm iPhone 10S, 10S Max hay tất cả những sản phẩm iPhone khác thì có thể tham khảo tại Di Động Mới thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Về tính năng mới, nếu như các bạn có xem video mà mình làm trên iPhone 12 Pro Max á, thì có lẽ các bạn cũng đã biết rồi, thì mình cũng sẽ để ở đây cái bảng giới thiệu về phiên bản mới này, xem nó có những gì để những ai chưa biết thì cũng có thể đọc và biết thêm về những tính năng mới nhá. Còn về hiệu năng cũng như là sự ổn định khi mà chúng ta up lên phiên bản iOS 14.7 này á, thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì mình đã up lên cái chiếc iPhone 10R này từ ngày hôm qua và cài app tất cả các thứ sử dụng cho tới ngày hôm nay thì cũng không có vấn đề gì cả, từ Facebook này rồi cho tới PUBG rồi Liên Quân Tốc Chiến, rồi mình cũng đã chấm thử điểm Geekbench ở trên chiếc máy này. Thì chúng ta sẽ có ở đây số điểm trên phiên bản cũ là phiên bản iOS 14.6 là 951 điểm single core và 1867 điểm multi core, và khi up lên phiên bản iOS 14.7 chúng ta sẽ có là 1114 điểm single core và 1897 điểm multi core, tức là nó đã nhỉnh hơn một chút so với cái phiên bản cũ, nên là cái vấn đề bị bóp hiệu năng các bạn hoàn toàn không phải lo lắng. Còn về việc với những chiếc máy mà nhiều dữ liệu, ví dụ như chiếc máy của thằng đệ mình nó đang sử dụng hàng ngày á, up lên thì nó cũng không có bất kỳ một vấn đề gì cả, từ việc mở app này hay cho tới sự ổn định khi mà chúng ta sử dụng các app thì nó cũng ngon lành, không gặp những hiện tượng như là bị thoát app, bị crash, bị này bị kia, hoàn toàn yên tâm. Và đây thì mình cũng đã tổng hợp cho các bạn một số những ý kiến đến từ những bạn viewer cũng đang sử dụng phiên bản iOS 14.7. Bạn Quang Minh Đinh thì có nhận xét là iPhone 8 thường đã lên iOS 14.7, pin ít hao hơn phiên bản iOS 14.6, độ mượt cũng tốt hơn. Bạn Quân Minh Nguyễn thì bạn ấy có đang bảo rằng đang dùng iPhone 10R, thời lượng pin trên iOS 14.7 lên tới 8 tiếng so với chỉ là 7 tiếng rưỡi trên iOS 14.6, ngon hơn. Và một bạn nữa đó chính là bạn Giang Hoàng, iPhone 11 pin trâu vãi cứt và máy mát hơn. Thì đó, đấy cũng sẽ là một số những nhận xét để cho các bạn có thể thấy rõ ràng nhất về phiên bản iOS 14.7. Đây là một phiên bản mà mình khuyên các bạn lên, bởi vì nó fix được một số những cái lỗi. Và song song với đó, đối với những bạn nào đang có nhu cầu sử dụng cục sạc MagSafe đến từ Apple thì các bạn cũng sẽ chắc chắn phải lên thì mới có thể sử dụng được. Nhưng mà dùng MagSafe thì chỉ có iPhone 12 series thôi mà, đúng không nhỉ? Còn một cái vấn đề nữa mà cũng có một số bạn đã gặp phải trên phiên bản iOS 14.7, đó là khi mà vào trong App Store tải app á, thì nó sẽ có hiện tượng là bị quay mòng và không thể kết nối tới App Store. Thì đây cũng có thể là một cái xung đột ở bộ nhớ đệm ở trên phiên bản iOS 14.6 và 14.7, thì các bạn có thể khắc phục bằng một cách, đó chính là đi vào phần cài đặt này. Các bạn sẽ đi vào phần cài đặt chung, các bạn sẽ tới xuống phần đặt lại và các bạn sẽ chọn vào dòng 1 cho mình, đặt lại tất cả cài đặt. Các bạn lưu ý nhá, đặt lại tất cả cài đặt chứ đừng chọn dòng 2, chọn dòng 2 là các bạn sẽ mất hết dữ liệu đấy. Còn đặt lại tất cả cài đặt này thì nó sẽ chỉ những gì liên quan đến setting, liên quan đến bộ nhớ đệm mà thôi. Thì khi mà đặt lại tất cả các cài đặt ấy thì App Store của bạn nó sẽ hoạt động lại hoàn toàn bình thường. Nó giống tương tự như lần trước mình làm video hạ iOS từ phiên bản iOS 15 về phiên bản iOS 14.6 ấy, thì nó cũng sẽ bị gặp cái lỗi tương tự là như vậy. Thì bạn hãy thử và hãy xác nhận cho mình là có hết hay không nhá. Vấn đề này giải quyết nó đơn giản lắm nên các bạn cũng không cần phải lo lắng gì đâu. Và trên đó là những chia sẻ của mình về phiên bản iOS 14.7 trên những chiếc máy thế hệ cũ hơn như là iPhone 10S và iPhone 10R. Nói chung nó ngon, nó tốt và không có bất kỳ điều gì phải thắc mắc cũng như phải suy nghĩ cả. Các bạn hãy lên trên chiếc máy của các bạn để trải nghiệm được những gì là mượt mà, là tốt, là mát mẻ nhá. Còn video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn thấy hữu ích đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của The Tech. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.